Space Lord em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Dark Hello. Thì mày quay mặt ra đây được không? Hả? Đấy, ít ra là phải như vậy. Chào mừng anh em đã quay trở lại với CN Gamer. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi enchant sức mạnh cho thanh kiếm Zoro. Mà thanh kiếm Zoro này các bạn chỉ có thể là sử dụng Robux thì mới có thể sử dụng thôi. Hoặc là các bạn sẽ đổi những trái ốc quỷ hiếm như là Leopard này, trái vào bút bớt ra này. Hoặc các bạn có thể sử dụng trái rocket. Nhưng mà chỉ có những thằng ngu nó mới chịu đổi cho các bạn bằng trái rocket thôi. Mình đang ở cái server thường, mình thử đăng nhập vào link server VIP nhưng mà không đăng nhập được, dù đã thử luôn cả tài khoản khác để đăng nhập nhưng cùng nếu đăng nhập được nốt, nó bảo là chỉ cần chờ một chút nữa thôi thì bạn có thể trải nghiệm được game rồi. Nhưng mà mình chờ hết mẹ cái tuổi thanh xuân luôn, nó cũng đéo cho mình vào. Đây, trên tay mình đang cầm chính xác là thanh hắc kiếm hay còn được gọi là thanh dâu râu. Vì đợt vừa rồi Blood for Root ăn bản quyền quá nặng đến từ vị trí của One Piece. Cho nên là đợt này mày vừa thanh kiếm này rồi. Không sao, nhìn nó cũng đẹp nhá. Để mà enchant một cái dòng sức mạnh nào đó cho thanh kiếm thì chúng ta phải đến với đảo Tiki và leo lên trên đỉnh của cái ngọn tháp. Trên này chúng ta sẽ gặp được một thằng NPC, nó mang tên là Dragon Talon Sage. Các bạn có thể lắp ráp bằng các cái nguyên vật liệu phổ biến các bạn lượm được ở ngoài vùng biển 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn có thể lắp ráp thành từng cuộn mặn ở đây, xong rồi lắp ráp tầm khoảng 10 cái gì đó để các bạn nâng cấp lên, lắp ráp tiếp tục 10 cái nữa. Nó rất là vằn đà là vằn. Cho nên mình sẽ sử dụng Robux nâng cấp mẹ đi cho nó nhanh. Nó nói tao có thể giúp mày enchant món vật phẩm và bây giờ mày hãy chọn món vật phẩm muốn enchant. Bố mày chọn kiếm. Có hai sự lựa chọn, một là Mythical Scrot, hai là Legendary Scrot. Một cuộn Mythical thì nó bán với giá là 500 Robux. Còn cái loại Legendary là loại có thể chế lúc này mình vừa chỉ cho các bạn. Nhưng mà các bạn không thích chế, các bạn cũng có thể mua với giá 800 Robux là được 5 cuộn. Mình mua thêm 3 cuộn Mythical với giá 1.500 Robux. Mua ở đây nó mua gộp được 3 quyển cùng lúc các bạn ạ. Mua trong kia nó có 1 quyển thôi, lâu quá mẹ đi. Nào, bây giờ là cái giây phút quyết định xem là cái cuộn này nó sẽ ra những cái quần què gì. Trong này nó có một dòng enchant cực ngon, nó là dòng vừa đắn vừa tăng máu các bạn ạ. Vừa đắn vừa hút máu ấy, rất là ngon. Còn mấy cái dòng còn lại thì mình không biết, để mình test thử. Dòng cuối là Storm Blessing. Ở cái dòng đầu tiên nó sẽ giảm thời gian hồi chiêu đi 12%. Dòng thứ hai là nó tăng tiền rơi ra từ NPC lên 30%. Dòng thứ ba là tăng sát thương gây ra cho người dùng tự nhiên 6%. Dòng 4 xuyên giáp 7%. Dòng 5 là hút máu 4%. Đặc biệt nhất là cái dòng Storm Blessing này là nó có thể gây thêm điện. Nó là chuỗi điện gây lên kẻ thù nếu như mà đứng ở gần hay gì này. Để mình ra test thử luôn. Đù, thanh kiếm của mình nó có cái dòng hiệu ứng điện này các bạn. Đẹp vãi à. Được thực sự luôn đây. À, sao mình đéo thấy điện ở đâu hết vậy? À đây 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 đây. Cái hiệu ứng nó đánh lan các bạn ạ. Đây 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 đây. Lan ra 3 con luôn này. Những con mà đứng sát nhau mà mình chém một phát nó sẽ giật điện lan ra những con bên cạnh. Ngon vờ cờ lờ các bạn ơi. Đây là mình còn chưa tăng đam cho kiếm các bạn. Chưa tăng đam cho kiếm mà đam này. Vậy các bạn có thể thấy ở đây là mình chưa tăng một cái đam nào cho kiếm luôn đúng không? Mà chém đam rất đau như này rồi. Kể ra đây là một cái dòng enchant rất ngon rồi các bạn. Rất ngon. Nhưng mà mình đéo thích. Làm người thì phải có lòng tham chứ đúng không em? Mình sẽ chọn cái dòng enchant nó còn ngon hơn nữa. Đó là dòng crit máu. Vừa đắn vừa tăng máu ấy. Chúng ta đến với phát enchant thứ hai. Cái đéo gì đấy? À, gây ra nhận thêm F-Seed từ NPC 15%, nhận thêm tiền từ NPC 45%, xuyên giáp 7% là dòng thứ 3, dòng thứ 4 là gây ra thêm 3% đam cho NPC, dòng thứ 5 là khi các bạn gây sát thương thì sẽ 10% hồi lại cái gì được gọi mana. Hồi lại 10% mana cho các bạn. Còn cái cuối cùng, cái dòng enchant đặc biệt nhất là dòng cuối cùng là nó giảm đi 20% thời gian hồi chiêu. Nhưng mà trừ mẹ đi mất 15% đam anh em ạ. Chỉ có ngu lắm mới lấy cái dòng này thôi. Giảm hồi chiêu mà trừ mất 15% đam. Rồi chúng ta đến với cuộn giấy thứ ba nào. Đồ, cái này nó có tăng thêm 2% sát thương lên người chơi. F-Seed từ NPC được thêm 30%. Có một dòng Lucky này các bạn. Dòng thứ 3 Lucky là nó sẽ tăng tỷ lệ rơi từ NPC. Những cái món vật phẩm rơi từ NPC tăng thêm 5% các bạn ơi. Dòng này cũng ok phết này. Bỏ qua 28% bút từ phòng thủ. Nhận lại 4% sát thương gây ra dưới dạng mana giống như dòng lúc này. Còn cái dòng đặc biệt nhất là dòng Strong Grip. Cái này là nó tăng 40% dưới dạng melee và 60% dưới dạng kiếm. Ôi dòng này tăng đam ác này các bạn ơi. Dòng Strong Grip này ác ấy. Nhưng mà mình cũng đéo thích. Nào, quân giấy thứ Mân cây từ NPC 15%.
Tỷ lệ rơi của NPC tăng thêm 5%, đam lên người dùng tự nhiên là thêm 9%, bỏ qua 14% phòng thủ. Sao tôi toàn thấy cái dòng như cức không anh em ạ? Cái dòng cuối đặc biệt nhất nhá, là nó tăng vào cái được gọi là đam, nhưng mà nó giảm đi 20% thời gian hồi chiêu. Lúc này thì tăng hồi chiêu mà giảm đam, cái này thì tăng đam lại giảm hồi chiêu. Cái dòng này vẫn đỡ trong kia nhá. Dòng kia tăng hồi chiêu mà nó giảm đam thì hơi nho, còn cái này tăng đam mà giảm hồi chiêu nó đỡ hơn được một chút. Mua thêm 3 cuộn này, sao mua tiếp 3 cuộn nữa là tổng 6 cuộn. Thế là mình đã mua được 10 cuộn trong Bluff Fruit và mình đã nâng hết 10 cuộn này, thử xem là nó có được cái dòng gì ngon được không nhá. Cái dòng đầu tiên, cái phát đầu tiên mình ra là dòng điện nó là dòng ngon đấy, nhưng mà mình lại không thèm. Mình muốn được voi nhưng mà lại đòi hai bả trưng ấy, kiểu kiểu vậy. Cuộn thứ 5, dòng đầu. Úi vãi, sao cái này được có 5 dòng như vậy? Ít vậy. Dòng đầu là nó thả giảm thời gian hồi chiêu này, còn dòng 2 là gây thêm lên người sử dụng elemental 9%, mân cây rơi ra từ NPC 15%, tiền rơi ra từ NPC, còn bỏ qua 14% phòng thủ. Cái dòng cuối cùng là các kỹ năng được giữ và không bị gián đoạn à? À rồi mình hiểu rồi, là những cái skill bình thường các bạn giữ như thế này ấy, các bạn tấn công, nhưng mà khi mà các bạn đang giữ mà bị ai đó đánh thì các bạn sẽ bị mất cái skill đó đúng không? Này thì không các bạn ơi, các bạn giữ nếu như mà bị đánh thì nó sẽ vẫn giữ được cái skill đó. Ui được phết, dòng này cũng ok cho PvP đấy. Quần thứ 6 ấy. Ở dòng đầu là nó đã tăng 4% đam lên người chơi. Dòng thứ hai là nó tăng thêm sát thương cho lên elemental 12%, tiền ra từ NPC 15%, xuyên giáp 7%, đam lên NPC 3%. Dòng cuối là đam gas trong quick 40% và 60% từ kiếm, 40% từ melee và 60% từ kiếm. Má, sao toàn dòng như cất không vậy? Nó còn đéo ngon được bằng cái phát đầu tiên mình mở cơ các bạn ơi. Trời ơi, phát đầu tiên mở nó còn hiệu ứng cho kiếm nhá. Mấy cái này nó đéo có một cái hiệu ứng gì cả. Ngu rồi, chơi ngu có thưởng rồi anh em ơi. Để cái dòng đầu tiên nó còn ngon. Cái dòng này như cứt. Cái dòng cuối này là gì đây? Các kỹ năng được giữ không thể bị gián đoạn đúng không? Là giống như cái dòng lúc nãy rồi. Giờ tôi chỉ đọc đúng cái dòng cuối nhá. Mấy cái dòng trên này nó toàn lặp lại không à? Chỉ vì tham phú phụ bần mà cuộc sống của tôi bây giờ rất chi là đau khổ. Này nó là dòng mắt ngon. Cái này là 40% sát thương được vào melee và 60% được vào kiếm này, tăng đam không à. Chỉ vì tham phú phụ bần mà giờ tôi toàn nhận dòng như cướp. Quần thứ 9 ở đây nè mà. Quần thứ 9 mất 4.500 Robux rồi. Tại sao mình lại không dừng lại ngay ở cái vai dòng đầu tiên nhờ? Mẹ cái này còn có đúng 3 dòng ạ. Bố xin mày. Đam player lên 10% luôn này. Dòng 2 ngon phết đấy anh em. Nhưng mà có đúng 3 dòng. Quần cuối cùng, quần thứ 10 mất 5.000 Robux. Chính xác là mình đã mất đi 5.000 Robux nha các bạn ơi. Dòng cuối là gì đây? Ồ, kỹ năng không có chi phí à? Sát thương gây thêm 5% và thời gian hồi chiêu giảm đi 8%. Ui, cái quần này ngon phết này anh em ơi. Dòng này ngon phết. Là có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng skill ấy, nó sẽ không mất mana và gây ra thêm 5% đam nữa này. Đã thế lại còn được giảm 8% thời gian hồi chiêu. À, mình sắp hết Robux rồi các bạn ơi. Có vẻ như mua cuộn này là cuộn thứ 11, xong rồi mua cuộn tiếp theo nữa là hết sạch Robux luôn, không còn một cái Robux nào trong app nữa luôn. Mong là sẽ ra được cái dòng ngon nào đó ở hai phát cuối cùng. Vãi, giảm thời gian 20% mà nó trừ đi mẹ mất 15% đam mà. Đúng ngu. Sao mày ngu vậy hả na? Mẹ cái dòng đầu tiên, lần đầu tiên mày enchant rất ngon, mày không lấy giờ mày thấy mày ngu chưa hả Nam? Đây là phát cuối cùng các bạn ạ. Mình hết Robux rồi. Mỗi xong phát này thì ạc mình có 158 Robux nữa thôi. Cầu mong cái phát cuối cùng này nó ra một cái dòng enchant gì đó thật tuyệt vời. Đừng có như cất nữa, làm ơn đi. Phát cuối cùng trong ngày hôm nay đây sao? Phát cuối cùng nhá. Phát cuối cùng. Phải ra được cái dòng ngon này. Tôi cầu mong vào điều đó. Vì chuyện tâm linh ấy, nó không đùa được đâu các bạn. Tâm linh thì nó sẽ không đùa được đâu. Đây là mất 6.000 Robux tròn nhá. Sau cuộn này là 6.000 Robux tròn. Hãy xem đây. Cooldown giảm thời gian hồi chiêu 9%, FCT NPC 15%. Dòng cuối cùng, vai cả nho giảm thời gian hồi chiêu mà giảm mẹ luôn 15% đam à. Ý đúc cái phát lúc này luôn. Cay thế nhờ. Ma phế vãi nhò. Cái dòng cùi nhất luôn ấy. Vai phát cuối cùng ra dòng cuối cùi nhất. À, mình cay vờ cờ lờ các bạn ơi. Mình vừa up thêm vô hơn 10.000 Robux nữa để tiếp tục
enchant cái thanh kiếm này cho nó ra cái răng ngon nhất thì thôi nha các bạn nhá. Hôm nay mình chơi tới số với cái pha enchant này, chơi tới bến luôn nha anh em nha, chơi tới bến, mình bảo thật là mình chơi tới bến luôn. Cay vờ cờ lờ các bạn ạ. Đây, mình vừa mua 6 cuộn này, muốn tiếp phát nữa đi. À, cho nó tròn 9 cuộn. Ok. Ít ra là cũng phải lấy lại được cái dòng điện chứ đúng không? Cái gì đây? Các kỹ năng sử dụng sẽ không bị gián đoạn. Cái chỉ số như cứt. Phát enchant thứ 14. Ôi này lại còn như cứt hơn phát lúc này nữa. Mẹ gì đây? Gì đây? Cuộn thứ 15 này. Đu. Uầy, nhiều dòng đấy. Eo, mẹ nó cân đao đi 20% mà giảm 15% đam. Nhiều dòng vãi được trưởng ra mà chỉ số như cứt ấy. Cuộn 16. Trời ơi. Cứu tôi với anh em ơi. Cuộn 17. À, sắp mất 10.000 Robux rồi anh em ạ. Sắp mất đi 10.000 Robux. Má, cái trò này đúng ngốn máu ác luôn ấy. Skill không bị dừng lại này. Tăng đam 5% và giảm thời gian cân đao đi 8%. Dòng này thì cũng được. Nhưng mà mình vẫn đeo thiết dòng này. Ôi trời ơi. Cuộn 18. Tôi quá mệt mỏi. Vẫn cái dòng chỉ số đó. Fake bill. Cuộn 19. Vẫn cái dòng chỉ số đó. Ê, mày đùa bố mày à? Mày đùa bố mày à? Cuộn thứ 20. Tăng 15% đam nhưng mà giảm 20% thời gian cooldown. Ờ, cuộn 21 chứ đúng không? Thì phát đầu tiên là 12. À đâu, đúng không? Cuộn 20. Phát tiếp theo mới là cuộn 21. Đây, cuộn 21 đây anh em ạ. Mà... cay nhờ. Nó không ra được cho mình cái được gọi là cái dòng đầu tiên mà lần đầu tiên mình ra luôn đấy. Cuộn 21 thì... cái gì đây? À, tăng 40% thuộc vào melee và 60% thuộc vào kiếm. Mà... hơn 10.000 Robux rồi anh em ạ. Hơn 10.000 Robux mà nó không ra cho tôi một cái dòng nào đó ngon ngon. Được phát đầu tiên là nó ra cái dòng chỉ số điện. Là nó ngon thôi. Toàn cứt không anh em ơi. Phát thứ 23 rồi. Em ơi, cái dòng mà đây, cái dòng mà tôi nói, tôi săn từ đầu clip đến giờ đây anh em ơi. Cái dòng mà hút máu ấy. Ui, để chết cái dòng bình thường trước cái này nhá. Đam lên Pleo là 4% này. FCT NPC 15%. Cái này là gây thêm người Elemental là 3%. Drop tỷ lệ rơi từ NPC ngon. Cái dòng có tỷ lệ tiền rơi từ NPC 15% và drop từ NPC 5% này. Hai dòng ngon phết này. Ui, ở đây còn có thêm mà hút máu 6% gây ra nữa các bạn ạ. Vai. Thế là tổng cộng là phải hồi máu 81% ở cái thanh kiếm này. Chưa kể là còn cái đam melee cùng với đam của kiếm mà 40% và 60% nữa. Mà cái chỉ số lần này mình enchant nó rất ngon luôn các bạn ạ. Ui, anh em coi cái hiệu ứng nơi cái thanh kiếm của tôi đi. Xem đi. Hãy chiêm ngưỡng đi anh em ạ. Mà rất nhiều chỉ số enchant ngon trên thanh kiếm này của tôi luôn. Mình chạy ra ngoài biển và kiếm cái con cá mập. Đây, con cá mập mà. Ui. Ừ đúng rồi, 150.000 máu. Mẹ mình nhìn ra 250.000. Để mình xuống mình test cái kiếm nó hồi máu nha anh em nhá. Mình có tăng đam vào kiếm. Cái đéo gì ấy nhở, két két gì à, ông kia lái à. Đây, mình có tăng đam cho kiếm rồi anh em. Chém này, con orit máu này anh em. 81% nha anh em, nên nhớ là 81% tỷ lệ hồi máu ở trong thanh kiếm này của mình. Vai trưởng không? Ok, sao mày cứ hất tao lên này, hất tao lên. Sao mày hất liên tục cái hềm này? Hất liên tục thế, sao mà chém đây anh em thấy không? Xài skill nó bùng lên máu nhá. Mặn vờ cờ lờ luôn các bạn ơi. Đã thế nó này còn có cả tăng thêm 5% tỷ lệ drop từ NPC. Là có nghĩa là những cái con mà nó có đồ, ví dụ như là áo choàng râu đen hay là những cái mảnh như là răng năm ra cả rồng đó ấy, nó sẽ tăng thêm tỷ lệ rơi. Và đã thế lại còn tăng thêm tiền nữa anh em ạ. Rất ngon. Mình không biết là còn có thể có dòng enchant nào mà nó còn ngon hơn cái kiếm mà mình đang xài đây hay không. Theo như mình thấy thì ôi trời ơi rồi đấy. Cái này nó còn có thêm mà tăng đam lên người chơi nữa mà các bạn. Tăng lúc này nhớ không nhầm là 4% đam lên người chơi hay sao ấy. Nói chung là chỉ số của cái kiếm này rất chi là những cái dòng ngon nhất. Những cái dòng ngon nhất của game có thể nó là đang tập hợp hết trên cái thanh kiếm này rồi hay sao ấy. Vãi trưởng thật.
anh em có thể thấy là mình chém máu lên, anh em không thấy máu tụt luôn mà máu tụt phát là đầy. Ui, được cái mung tan tốt này, cái con mắt ấy. Bình thường mình kiếm hơi mệt, hên xui nó mới ra. Đây mình chặt hai con nào cũng ra hết. Nó tăng cái tỷ lệ drop lên 5% nữa. Với hồi trước mình cũng mua cái tăng tỷ lệ drop chắc là được 10% gì đó, mình không nhớ cho lắm. Nói chung là một cây kiếm phải gọi là xứng đáng. Nãy giờ mình bỏ ra bao nhiêu? Hơn 10.000 Robux nha, hơn 10.000 Robux mới sở hữu được cái sức mạnh enchant nó như thế này. Ok, cho là video clip của mình hôm nay đến đây thôi. Các bạn đang xem nhớ để lại cho mình một cái nút like nha các bạn ơi. Và bạn nào chưa nhấn đăng ký hãy nhấn vào biểu tượng đăng ký, cái đó bật luôn chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ một cái video clip nào của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một cái kiếm enchant cực mạnh.